We have located the new ring. Send the Nazgul. All of them. I know what you fear, Tani. Cùng tiếp tục tới với loạt video về giải đáp thắc mắc của kênh, nơi mình sẽ giải đáp những comment mang tính thắc mắc chung hoặc là một câu hỏi khó theo cách đầy đủ và rõ ràng nhất. Cùng tới với video giải đáp thắc mắc số 14, xem video hôm nay có những câu hỏi thú vị nào. Bạn Manbat có hỏi rằng mẹ của Fiona thuộc dòng tiên nào vậy? Nhìn ảnh thấy hình như là Teri. Chúng ta đều biết rằng ba dòng tiên chính được phân biệt bằng chính màu tóc mà họ đang có. Nó sẽ cho bạn nhìn là biết họ thuộc dòng tiên nào. Cụ thể thì tiên tộc Vanya sẽ có tóc màu vàng, tiên tộc Nodor sẽ có tóc màu đen, còn tiên tộc Teri kèm với nhánh Shinda tại Trung Địa sẽ có tóc màu bạc. Như là tóc của lãnh chúa Elrond và Arwen trên phim sẽ có tóc màu đen, thể hiện họ là tiên tộc Nodor, còn vua Tharin và Legolas sẽ có tóc màu bạc, đại diện cho tiên tộc Shinda. Với những hình ảnh mà mình cung cấp trên các video thì mọi người sẽ thấy Miriel, người vợ đầu của đức vua Finwë và cũng là mẹ của Fëanor sẽ có mái tóc màu bạc. Nhưng bà vẫn là một tiên tộc Nodor thuần, đúng vậy, chi tiết này không hề sai và cũng sẽ làm chúng ta tưởng rằng Fëanor sẽ là con lai của hai dòng tiên, tuy nhiên thì không, bà là một tiên Nodor. Đây là một chi tiết có thể nói là bất thường với dòng tiên Nodor, nhưng đó lại không phải là trường hợp đặc biệt duy nhất. Ngay thời điểm đó cũng có một người đặc biệt không kém, thậm chí là còn nhiều nét đặc biệt hơn. Đó là sư phụ và cũng là bố vợ của Fëanor, Mathan, là một tiên tộc Nodor, nhưng tóc của ông cũng không phải là màu đen mà là màu đỏ, một loại tóc cực hiếm, chỉ có vài người trên thế giới là mang màu tóc này và họ đều là hậu duệ của ông. Không những thế, ông còn là một tiên tộc có râu. Tolkien đã từng nói rằng tiên tộc chỉ có thể có râu từ chu kỳ thứ 3 của cuộc đời họ, trong khi Mathan mới chỉ tới giai đoạn thứ 2 của chu kỳ. Nó cho thấy đây là những đột biến hiếm gặp mà chỉ tiên tộc Nodor mới có. Chúng ta sẽ không tính tới những đứa con lai mang 2-3 dòng máu về sau vì hai người họ vẫn là tiên tộc Nodor chính tông. Mẹ của Fëanor được cho là tiên tộc Nodor duy nhất sở hữu mái tóc màu bạc, điều quá phổ biến với tiên tộc Teri nhưng lại cực kỳ hiếm thấy ở dòng tiên khác. Bạn Ricardo có hỏi rằng giữa Sauron và Fëanor thì ai mới là học trò giỏi nhất của Aule vậy, dù biết Sauron là một Maia? Câu này thì mình đã có trả lời rồi, Fëanor sẽ là học trò giỏi nhất của thần thợ rèn. Thứ nhất, nếu xét về khái niệm của học trò thì Sauron không được tính là một học trò. Với cương vị là một Maia, Sauron được tính như một phụ tá, một vị thần hỗ trợ thuộc quyền quản lý của thần thợ rèn. Còn Fëanor thì là đệ tử của Mathan. Mathan mới là người được đích thân thần thợ rèn chỉ bảo. Gọi theo cách gọi của dân châu Á thì Fëanor sẽ phải gọi Aule là sư công. Do đó, Fëanor mới được tính là học trò của thần thợ rèn. Tiếp tới là xét về kỹ năng, thành tựu và di sản để lại thì Fëanor tỏ ra là hơn hẳn về mọi mặt khi là người dẫn đầu trong việc tạo ra các bảo vật vừa đẹp mắt vừa quyền năng, tính đa dụng và thiết thực rất là cao. Nổi tiếng nhất là ba viên Simari, nó hoàn mỹ tới nỗi đến các vị thần cũng phải trầm trồ và ngưỡng mộ, Melkor thì tỏ ra thèm khát nó thẳng thừng, có thể nói là tới người mạnh nhất của thế giới cũng không cưỡng lại nổi. Ba viên Simari còn là tinh hoa của đất trời, mang trong mình thứ ánh sáng, là một phần thiết lập ra thế giới, phải là một bậc thầy chế tác với đôi bàn tay điêu luyện và quyền năng cực mạnh mới có thể lồng được tinh hoa của ánh sáng đựng vào một vật như vậy. Còn Sauron thì thứ hắn tạo ra nổi tiếng nhất chính là chiếc nhẫn chúa. Chiếc nhẫn đó, thứ đặc biệt nhất lại chính là vì nó chứa gần như toàn bộ sức mạnh của Sauron. Khi mà hắn gặp biến cố tại Numenor, hắn đã phải truyền toàn bộ sức mạnh vào nhẫn chúa để bảo toàn mạng sống. Thế nhưng, sự khác biệt lớn nhất giữa hai bảo vật, đó là Simari, là không ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ nó, một vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên, sự hoàn mỹ từ những tinh hoa của thế giới. Còn nhẫn chúa thì sức hấp dẫn của nó tới từ quyền năng gắn trên đó, một sức hấp dẫn theo dạng không tự nhiên, là một sự gượng ép, nhưng điều đáng nói là không phải ai cũng bị nó lôi kéo. Có nghĩa là sức hấp dẫn nhân tạo đó vẫn sẽ bị xịt với nhiều người, thậm chí là với những người hết sức bình thường.
Điều đó đã khẳng định so với Simari thì nhẫn chúa đã là một thất bại trên cương vị là một bảo vật. Nhưng rõ ràng là Sauron sẽ không quan tâm tới điều đó, đấy cũng không phải là mục đích mà Sauron thực sự để tâm. Mình nghĩ rằng thực sự trong lòng của Sauron, hắn cũng sẽ âm thầm thừa nhận rằng mình không bằng Fëanor tại lĩnh vực này. Nhưng nếu nhìn ở góc độ là một vị thần hỗ trợ nhưng cũng có thể chế tác ở cái tầm gần ngang hàng với người giỏi nhất như vậy, cũng cho thấy Sauron thực sự cũng ở dạng đỉnh cao tới mức nào. Bạn Tuấn Nai có hỏi rằng nếu như chiếc nhẫn bị phá hủy nhưng Gollum không bị rơi xuống dòng dung nham thì Gollum không chịu sự ảnh hưởng từ chiếc nhẫn, vậy thì Gollum có chết không? Gollum cũng sống mấy nghìn năm còn gì? Chúng ta đều biết rằng lý do mà Gollum vẫn còn tồn tại cho tới thời kỳ chiến nhẫn là do sự ảnh hưởng tới từ chiếc nhẫn chúa mà hắn đã có được khi cướp nó từ người bạn của mình. Chiếc nhẫn đã làm tha hóa hắn từ một người hobbit trở thành một sinh vật xấu xí, nhưng cũng cho hắn sự bất tử tạm thời khi hắn tiếp xúc với nhẫn chúa quá gần như vậy. Gollum đã sở hữu chiếc nhẫn từ năm 2463 tới thời điểm hắn bị mất chiếc nhẫn khi nó rơi vào tay của Bilbo, thì hắn cũng sở hữu chiếc nhẫn chúa được gần 500 năm, chính xác thì là 478 năm. Và tới thời điểm nhẫn chúa được Frodo mang đi hủy thì cũng là 78 năm Gollum không còn cầm vào chiếc nhẫn đó nữa, nhưng hắn vẫn còn tồn tại để chỉ đường cho Frodo, cho thấy sức ảnh hưởng đó lớn tới cỡ nào. Và khi mà chiếc nhẫn chúa bị hủy, mọi thứ đều thay đổi rất là nhiều khi không còn nhẫn chúa trên đời, cũng vì thế mà những thứ từng được hay bị ảnh hưởng bởi nhẫn chúa cũng sẽ đều bị mất đi. Dễ thấy nhất chính là Bilbo, ông già đi rất là nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trả về đúng tình trạng mà số tuổi của ông đang phải chịu. Thế nên, nếu Gollum vẫn còn sống khi không phải rơi xuống dòng dung nham, mặc dù nếu Gollum không rơi xuống, mọi chuyện còn điên rồ hơn nữa, thì hắn cũng sẽ phải chịu một cái kết thúc như những người hobbit khác. Tất nhiên là điều này sẽ không ập tới ngay lập tức với hắn, nó sẽ ảnh hưởng từ từ tới thể trạng của hắn. Nó có thể diễn ra trong vài năm, hắn sẽ ngày một yếu đi rồi dần rơi vào quên lãng. Có thể Frodo sẽ thương xót và xin cho Gollum được tới thiên quốc để chữa bệnh khi hắn cũng từng là một người mang nhẫn và chịu nhiều tổn thương, nhưng chắc chắn là sẽ không đi vì hắn ghét điều đó. Tóm lại thì khi chiếc nhẫn chúa bị tiêu hủy, tất cả những thứ ở trung địa bị lệ thuộc vào nó cũng sẽ biến mất dần theo, dù là trực tiếp hay là gián tiếp, bao gồm cả sự bất tử mà tiên tộc đang có. Vậy nên, Gollum chắc chắn sẽ phải biến mất ở một thời điểm nào đó, còn việc sống mấy nghìn năm thì không có. Gollum được sinh ra vào năm 2430 của kỷ thứ 3, cho tới lúc chết, hắn mới chỉ có 589 tuổi. Bạn Hiếu Nguyễn có hỏi rằng, đa phần những hoàng tử thuộc kỷ 1 rất mạnh thì công chúa có sức mạnh tương đương không? Vì rất ít khi được nhắc đến. Câu trả lời là có, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn ở một số lĩnh vực. Nhìn chung thì tất cả hoàng tử và công chúa tiên tộc kỷ 1 đều thuộc hoàng tộc, nơi mà họ được tiếp cận với các vị thần gần nhất, cho dù là dòng tiên nào, thế nên họ sẽ đều mạnh. Ở kỷ thứ nhất, tiên tộc chỉ có khoảng 5 công chúa là được nhắc đến nhiều nhất. Đó là công chúa Arehel, con gái của Fingolfin, công chúa Galadriel, con gái của Finarfin, công chúa Lúthien, con gái của Vúthingol, công chúa Isildur, con gái của Turugol, và công chúa Elwing, cháu gái của Lúthien. Ngoài công chúa Isildur và Arehel ra là chưa có cơ hội để bộc lộ những khả năng của mình, còn 3 người còn lại thì cực kỳ mạnh về quyền năng, ý chí của họ cũng không thua kém gì một hoàng tử Noldor nào. Điểm chung của họ đều là những công chúa cao quý của tiên tộc, họ không cần phải chiến đấu nên sẽ không thể giao tranh một cách mạnh mẽ như các hoàng tử Noldor được. Thế nhưng, họ lại được tiếp cận một thời gian dài với các vị thần, cùng với sự ham học hỏi của mình khiến cho những quyền năng của họ trở nên cực kỳ đa dạng và mạnh mẽ. Như công nương Galadriel, bà được các vị thần cực kỳ yêu quý, thường xuyên ghé thăm họ, rồi nhà ngoại của bà lại là hoàng tộc Valyria, những tiên tộc cực kỳ thông thái, khiến cho khả năng của bà được mở rộng, vượt xa giới hạn của bản thân. Khi sang trung địa, bà lại thân thiết với Maia Merian, một trong những Maia mạnh mẽ nằm trong top đầu khi còn ở thiên quốc,
bà tiếp tục được trao dồi thêm nhiều quyền năng phong phú khác. Điều này đã khiến cho Galadriel có thể đối đầu với mọi kẻ thù hùng mạnh trong một thời gian ngắn mà không bị tổn hại nhiều. Tuy nhiên thì bà lại có quan điểm rõ ràng khi nhìn nhận rằng tiên tộc không thể đánh thắng được các vị thần xa ngã, vậy nên bà đã không ra mặt tại kỳ thứ nhất và kỳ thứ hai. Tới kỳ thứ ba, khi mà số lượng tiên tộc ngày càng ít và cũng không còn lại một ai đủ mạnh như bà để đối đầu với Sauron nữa, nên bà đã buộc phải ra mặt, không cho bóng tối lấn áp. Như trong bộ phim The Hobbit đã mô tả, bà đủ quyền năng để trục xuất được cả Sauron trong tình trạng không nhẫn ra khỏi Dol Guldur. Còn Lúthien thì lại chính là con gái của Maia Median. Trong người của Lúthien có dòng máu Maia chảy trong người, vậy nên quyền năng của Lúthien gần chạm ngưỡng một vị thần. Có thể nói Lúthien là một bán thần cũng không sai. Trong câu chuyện về cuộc tình giữa Lúthien và Beren, có thể thấy rằng Lúthien hợp sức với Huwen có thể đả bại được Sauron, thậm chí là còn du ngủ được cả chúa tể bóng tối Melkor, một điều cực kỳ khó tin ở thời điểm đó. Elwing thì là cháu gái của Lúthien nên khả năng của cô cũng rất là mạnh, nên mới có thể sống sót được qua hai lần truy sát của gia tộc Fëanor khi cô luôn phải mang theo viên Silmarillion của ông bà mình. Tuy rằng Elwing không được nhắc nhiều tới việc thi triển quyền năng, nhưng những khả năng trong dòng máu Maia vẫn được truyền xuống thế hệ sau, đó là con trai của cô, lãnh chúa Elrond, khi Elrond có những khả năng đặc biệt như là dự báo được tương lai gần. Chốt lại thì hoàng tộc của tiên tộc tại kỳ thứ nhất hầu hết đều có sức mạnh kinh ngạc, bao gồm cả hoàng tử và công chúa, nhưng đa phần các công chúa sẽ không thiên về sức mạnh giao chiến mà là khả năng sử dụng quyền phép của họ. Với những người không được đề cập nhiều thì là do họ chưa bị dồn vào chân tường, còn khi không còn lựa chọn, các công chúa bộc lộ khả năng của mình ra thì đều làm mọi người không khỏi giật mình với những điều khó tin mà họ có thể làm được. Điều này không chỉ xảy ra với công chúa tiên tộc thôi đâu, mà còn cả công chúa loài người, những con người hết đỗi bình thường cũng có khả năng bộc lộ những thứ sức mạnh khó tin như là một cô công chúa thích nấu thịt hầm nào đó chẳng hạn. Nhìn chung thì phụ nữ trong thế giới chúa nhẫn, họ vẫn sẽ làm tốt vai trò là một phụ nữ hậu phương của mình, nhưng khi để họ phải ra mặt đối đầu với kẻ thù thì nên coi chừng, sẽ là toang cực mạnh cho những ai phải đối đầu với họ. Bạn God of Monster có hỏi rằng nếu Sauron không đánh Minas Tirith mà đánh Rohan thì Sauron có thắng không? Lịch sử Trung Địa có thay đổi nhiều? Câu này sẽ xét trên hai khía cạnh, Rohan nói riêng và Trung Địa nói chung. Nếu nói riêng Rohan không thôi thì chắc chắn là thắng, thắng cực mạnh ở đằng khác. Nhưng nếu nói tới tình trạng Trung Địa khi đó và vị trí địa lý, ta sẽ thấy rằng đánh Rohan mà bỏ qua Gondor thì không khác gì tự cho quân mình vào thế bánh mì kẹp thịt, một điều tối kỵ trong mọi trường hợp điều quân. Khi Modo đánh Minas Tirith thì Gondor cũng đã phải tự set up một pha bánh mì kẹp thịt mới có thể làm cho Modo tổn hại nặng nề tới vậy, nên giờ nếu đánh Rohan đầu tiên sẽ là tối kiến. Khi đó bị kẹp hai còn là ít, vì lúc này nó còn ảnh hưởng tới cả các vương quốc và vùng lãnh thổ phía bắc ngay phía trên, nó đủ gần để những nơi đó không thể ngồi yên, trực tiếp sẽ là Lorien và rừng Fangorn sẽ phải có những hành động cụ thể. Vậy nên, chắc chắn quân đoàn Orc của hắn khi đánh vào Rohan sẽ cực kỳ thảm bại, trực tiếp ảnh hưởng tới tiến độ bành trướng Trung Địa của hắn, làm cho Sauron mất thêm một khoảng thời gian nữa để ổn định lại quân số. Cũng là cho các dân tộc tự do tại Trung Địa thêm thời gian để thiết lập lại vương quốc và các vùng lãnh thổ của họ, họ sẽ phòng bị và củng cố quân đội cực nhanh, làm cho Sauron ngày một khó thôn tính Trung Địa. Vậy nên, đánh vào Gondor và Erebor là kế hoạch được cho là hoàn hảo nhất của hắn khi đó rồi, mặc dù nó khá là vội nhưng cũng cho thấy những hiệu quả nhất định, chỉ là có những đột biến quá lớn làm cho hắn không ngờ tới, dẫn tới thất bại của hai trận này. Đó là quân đoàn ma của Aragorn làm hắn mất hẳn một phần quân đội cướp biển chi viện, sự xuất hiện bất ngờ của các kỵ binh Rohan khi mà rõ ràng là Sauron đã cử ra rất nhiều quân chặn đường ngăn Rohan chi viện. Hai kinh điển nhất là pha khẳng định chắc nịch của Wicking khi tự tin trả ai xin nổi mình. Cuối cùng là đoàn quân phía nam do Aragorn dẫn tới tập hậu. Những điều đó đã làm cho Sauron chịu thất bại ở trận chiến này. Bạn Cường Trần có hỏi rằng đoàn của Thorin muốn vào Erebor lại phải cần có bản đồ và chìa khóa, trong khi đó cổng chính vẫn còn mở mà.
có hai điều mà phải dùng tới tấm bản đồ và chìa khóa trong nhiệm vụ Erebo. Đó là thứ nhất, nhiệm vụ đề ra là cần một tên trộm vào đó để lấy viên ngọc đế vương từ kho báu trong đó ra, nên mọi chuyện phải thật là lén lút trong bí mật. Thứ hai là cánh cửa bí mật được cho ở lối đi thứ hai của Erebo lại bị ẩn giấu ở mặt bên ngoài. Mặc dù Thorin biết tới nó, nhưng là khi ở bên trong, còn mặt ở bên ngoài thì gần như là vô hình với mọi người. Thế nên, để mở được cánh cửa bí mật này, cần phải có bản đồ chỉ dẫn vị trí của cánh cửa và một cái chìa khóa để mở được nó từ bên ngoài. Còn nếu ở bên trong thì mở nó ra rất là dễ. Đó là toàn bộ chia sẻ về những giải đáp thắc mắc số 14 lần này của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về trung địa, hãy cứ mạnh dạn comment phía dưới. Dù là câu hỏi ra sao, mình cũng sẽ cố gắng giải đáp trên phương diện khách quan nhất có thể cho mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở giải đáp thắc mắc số tiếp theo. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith bound together in death crafted the one thing. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chúa Nhẫn. Xin chào!